Alo anh em nha, thì hôm nay về quê anh em thăm lại cái cặp cu ghép đẻ của mình anh em. Thì cặp này trước còn có hỏi anh em mà cách mà sao mà nó nuôi nó đẻ hoài mà nó không có cò anh em. Thì nay nó đẻ được ba lứa rồi, anh em về quê bỏ lòng rộng anh em. Thì trước cần nuôi cái lồng mà nhỏ quá anh em, ngồi bằng lưới á, nuôi trên lầu ở trên nhà cần nó nhỏ quá nó chắc nghĩ nó đạp không được anh em. Thì cần đem về quê cần cho ba cần nuôi giùm nè. Thì hiện nay nó đẻ ra được ba lứa rồi, lứa đầu thì nở ra hai con nhưng mà chết một con. Rồi con cu nó bị bệnh luôn em, nó hư luôn. Rồi lứa sau đẻ được hai con cũng chết một con em, còn lứa này lứa thứ ba rồi. Đây mày. Đây được cặp riêng nha anh em. Trời ơi con cu này. Thì nuôi cu này là cái đam mê của cần dữ lắm nha anh em. Hồi đó cần rất là thích nuôi cu này nha. Lúc thời còn nhỏ còn nuôi cu con không mà còn không có chơi cu mồi, sao lớn lên còn mới chơi cu mồi. Rồi thời gian sau bổi nó không có anh em, cần nghỉ. Rồi đổ qua chơi hút mật chơi cho anh em. Còn cu này thì gia đình là cần nuôi nhiều, cần làm AV, cần nuôi ở dưới quê nè, cần làm cái vi bự á, cần thả vô nghe nó gái anh em. Khoái vậy lắm, mới gầy được có mấy con à. Cu Việt thì cần có nhiều lắm, cu Việt ba cần nuôi 4-5 con cu thuộc nội trên nhà anh em. Con này là cu Thái Tốc Độ, hôm bữa cần có cặp Malai nữa mà cần lỡ cần cho ăn quên đóng cửa anh em, nó sảy à, trên nhà cần nó sảy ra. Cặp thấy cưng ghê anh em, thì cái dòng mẹ đẻ ghê lắm nha anh em, nó đẻ rất là nhanh ha. Cần thấy nó đập cồ lại rồi đó, nếu mà cái cỡ này mà mình giục nó xuống, mình bỏ cu con xuống dưới cái lồng anh em, là con chim mẹ mình nó đẻ nữa rồi đó nha anh em, nó đẻ nữa rồi. Nhưng mà mình làm vậy thì nó sẽ bị si con chim mẹ mình ha, cho đẻ nhiều quá si, cần tính dự định là để cho nó đút ăn luôn nha anh em, đút ăn nó đút ăn tới nó lớn luôn anh em, lớn ra luôn, nó biết ăn là mình tách cho con cu nó đẻ ít lên anh em, đẻ nhiều quá nó si hết. Nè con này là con cu trống anh em, con này nó gái dữ dằn lắm, nó thấy chim sẻ nó bo dữ lắm. Thì con này con máy nè, nhiều anh em không biết chơi cu mà anh em nói con cu bự là con cu trống là không phải đâu nha anh em, con cu trống thấy đa phần nó nhỏ hơn á, con cu máy nó bự lắm, cái ngực nó bự lắm anh em, nó bự mà nó cục, còn trống nó ốm nó dài anh em thấy không, anh biết anh em nuôi cặp riêng anh em biết. Thì cu con này mà anh em mà nuôi cu riêng á, một cặp riêng anh em bắt rừng mà nó có đẻ một cặp á, anh em lựa cái con mà nó ra lông sao nha anh em. Cu trống là lúc nào nó cũng ra lông sao hết á, là tới giai đoạn ra cườm là cu máy ra cườm trước nha anh em. Thì trước cần cũng muốn làm clip mà phân biệt cu trống cu máy của anh em, cho anh em nói nó sai thì nói chung mỗi người mỗi cách nha anh em, thì anh em cứ thử theo cách cần nha, để cặp này mà nó lớn lớn chút xíu á, cần bắt ra tách làm dây rút á, cần làm chứng minh cho anh em coi nha. Cặp này con này con cu trống nè, con trống lúc nào mặt nó cũng ra lông chậm hơn cu máy nha anh em. Rồi cần bắt biết nhiêu cu ổ của con là biết á, bắt ngoài thiên nhiên là lựa là cái con cu nở sau, con cu mà ra lông chậm á, đa phần nó là con cu trống nè, chứ không phải anh em thấy con cu bự tỏ mà anh em lụm nó là cu trống đâu, không có đâu nha anh em. Này con máy nè anh em, thấy con máy gần khủng khiếp không, đó là cần nó cặp riêng thôi nha, còn cặp mà có một con thì thôi hên xui nha anh em, sung ghê chưa. Con này dòng này mình nuôi rất là nhanh em, đó cần nuôi mới có 6 tháng thì cần là nó đã thuộc người đến em, trống máy gì nó kêu cũng dữ hết á. Con này là cần mua tháng 11 năm năm 20, cặp mẹ này nè, lúc đó dịch Covid đang mà dịch Covid đang hoành hành anh em, thì chỗ này người ta bán không được á, cần thì làm y tế mình đi được, cần mua 3 cặp chia cho bạn cần cần hết là cần chỉ bắt lại có một cặp à, với một con máy lẻ cần đưa bạn ghép, tới nay nó cũng chưa có đẻ được nha anh em.
còn cần thì con này đẻ nhiều lứa lắm rồi, nuôi nó chuyện dòng này nuôi nhanh lắm anh em, 6-7 tháng là đẻ rồi ha, giờ nên là gầy nhiều nhiều lên nuôi anh em, nó dữ lắm, nó dữ cụ Việt mình, nó dạng hơn, cưng chưa? Đây là con mà lứa trước anh em, con này chắc máy rồi quá, thấy cái mặt nó ngu quá, trống thường cái mặt nó lanh lắm nha anh em, cu mà mình phân biệt nó là trống máy là nó nhiều thứ lắm, hình dáng rồi tướng rồi mặt rồi tiếng gái nữa anh em, nói chung mà con cu là phân biệt trống máy là rất là khó, cái chủ đề này rất là nhiều anh em nói thì cần chỉ là nói thì con cu cặp rin thôi, còn mà đẻ lẻ thì thôi thì không biết nha anh em, chỉ cặp rin mà anh em lựa con nở sau thì nó tỷ lệ trống rất là cao thôi, con mà ra lông chậm á, thường một cặp là lúc nào có con mái mà nó ra cườm vậy nè, anh em thấy con mái mà ra cườm 1-2 cọng vậy là con trống chưa có cọng nào đâu, thì ổ này nó nở 2 con lận. Nhưng mà nó bị bệnh anh em, đợt đó mình nuôi không biết sao nó chắc nuôi không đủ sức hay gì vậy. Anh em thấy con cu mới có vậy mà cu mẹ nó đẻ được cặp vậy rồi anh em, dòng đẻ nhanh, đẻ như dạng như công nghiệp với anh em, mình cố gắng mình gầy cho nó nhiều lên để mình nuôi nghe nó gái chơi chứ gì, rất là thích cái dòng này, gái nhức đầu chút xíu thôi nhưng mà vui cửa vui nhà nha anh em. Con này không nó dạng lắm mà hôm nay nó biết mổ rồi, ít tiếp xúc nó nhát nè, thích mà làm cái avi với anh em, cái chuồng bỏ chừng chục con trời nó kêu nghe đã lỗ tai.